Minh Hằng lộ phết bầm tím trên mặt, nói gì khi bị hỏi chơi trò tác động vật lý với chồng đại gia. Bữa đây, Minh Hằng bất ngờ hé lộ việc bản thân gặp sự cố, khiến phần trán bị bầm tím. Khi đi ra ngoài, cô phải dùng chiếc mũ để che chắn vết thương. Nữ diễn viên cho biết, bất đắc dĩ lắm em mới lên đồ rừng ra về nha. Bên cạnh đó, Minh Hằng còn đăng tải khoảnh khắc lăn trứng là luộc để làm tan phết bầm, kèm theo câu hỏi tự thách đố mọi người em bị gì. Phần trắng bị bầm tím, Minh Hằng phải lăn trứng ngờ lột nữ diễn viên phối phụ kiện kèm với mũ để che vết thương. Sau đó, một người xem đã để lại phản hồi, chỉ giờ đầu với chồng phải không? Đáp lại, Minh Hằng cho biết, chắc ổng dám. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa giải thích thêm về việc cô vết bầm trên trán. Mới đây, Minh Hằng chính thức trở thành mỹ nhân vi tiếp theo gia nhập đường đua bikini ngày hè. Nữ ca sĩ diện hai mẫu thiết kế từ kính đáo, ôm sát body đến hai mảnh, khoe khéo đường công ấn tượng của cơ thể. Hậu một năm sinh con đầu lòng, sắc phúc của Minh Hằng thăng hàng rõ rệt khiến công chúng không khỏi suýt xoa ghen tị. Ở hiện tại, nữ ca sĩ xuất hiện với vóc dáng đầy đặn, trông có da có thịt hơn hẳn so với trước kia. Minh Hằng gây chú ý với thân hình tự đồng hồ cát với vòng một căn tràn, vòng hai nhỏ xíu cùng vòng ba để đà. Để cung hình này thêm phần ấn tượng, Minh Hằng còn kéo léo kết hợp cùng kính mắt đen cá tính, thời thượng, tăng tính thời trang. Minh Hằng cũng gia nhập vào hội những mẹ bỉm nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh nở. Cô có cuộc sống ngày càng viên mãn, được chồng đại gia yêu chiều và hỗ trợ mọi mặt